Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế 2023, AMI 2023 là triển lãm quốc phòng thường niên lớn nhất của Nga, với hàng ngàn khách tham quan cùng đại diện các công ty quốc phòng hàng đầu thế giới, chính thức khai mạc vào ngày 14 tháng 8. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 1.500 doanh nghiệp của nước này với 28.500 sản phẩm quân sự được giới thiệu tại triển lãm. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của 82 công ty quốc phòng nước ngoài tham dự triển lãm. Năm nay, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel của Việt Nam cũng tham dự và trưng bày 240 sản phẩm công nghiệp quốc phòng tại AMI 2023. Đại tướng Phan Văn Giang đã tham dự phiên thảo luận toàn thể, lễ khai mạc và tham quan các gian hàng tại AMI 2023. Theo Sputnik, nhiều vũ khí được ngành công nghiệp quốc phòng Nga tham dự triển lãm được thiết kế, chế tạo dựa trên kinh nghiệm có được từ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngoài ra, điểm nhấn của AMI 2023 là phát triển trí tuệ nhân tạo. Như mọi năm, các phương tiện bọc thép hạng nặng vẫn là điểm thu hút sự quan tâm tại triển lãm. Các mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Nga như T-90M, T-72B3, T-80BVM, T-64M đều được trưng bày. Bên cạnh đó, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và BMP-2, Meresok. Khác với mọi năm, các phương tiện chiến đấu bọ thép trên đều được tích hợp các hệ thống giáp lồng, giáp phòng vệ thụ động, chống lại vũ khí chống tăng và UAV, cảm tử. Bản nâng cấp này được công nghiệp quốc phòng Nga xây dựng dựa trên kinh nghiệm chiến đấu ở Ukraine. Thậm chí Nga còn cho ra mắt mẫu xe bọc thép Tiger-M với hệ thống giáp bảo vệ toàn diện chống lại các loại vũ khí bộ binh. Xe có thể chống lại đạn xuyên giáp 7,62mm và mảnh văng của đạn pháo ở cự ly gần. Ngoài các vũ khí đã được thử lửa ở chiến trường, các nhà sản xuất Nga cũng giới thiệu các phương tiện chiến đấu bọc thép thế hệ mới gồm xe tăng T-14 Armata, xe bọc thép chở quân B-10 và xe chiến đấu bộ binh B-11 trên nền tảng Kurganet 25, cũng như xe bọc thép chở quân Boomerang. Pháo tự hành bánh lốp 152mm Bava cũng được Nga lần đầu tiên giới thiệu tại AMRI. Tại AMI 2023, Nga cũng lần đầu tiên giới thiệu hệ thống điều khiển và chỉ huy tự động Polyan D4M1. Đây là tổ hợp khí tài chỉ huy tác chiến chung dành cho các hệ thống tên lửa phòng không như F-300, Buktor và cả Tumuska. Polyan D4M1 cho phép quản lý đồng thời tới 14 hệ thống trực thuộc và cung cấp khả năng bảo vệ cho một khu vực rộng 640.000 km2, có thể định vị đồng thời tới 500 vật thể trên không trong vùng trời của khu vực do ACS kiểm soát. Công nghiệp quốc phòng Nga cũng giới thiệu một số hệ thống phòng không mới cho các đối tác truyền thống tại AMI 2023 như tên lửa phòng không tầm trung Buk M3 Viking, pháo và tên lửa phòng không tầm thấp Pantsir S1 và tên lửa phòng không tầm thấp To và tên lửa phòng không vác vai di động MANPAD-9K333V3. Các hệ thống khác như hệ thống tác chiến điện tử AMI-504I, Argument 2 và Argument 3 được thiết kế để phá vỡ hệ thống điều hướng và điều khiển của máy bay không người lái cũng được giới thiệu. Còn để đối phó với các loại đạn và tên lửa dẫn đường, Nga có các hệ thống tác chiến điện tử PO-21E và R-330ZS. Các phương tiện không người lái rõ ràng đã gây được tiếng vang lớn trong cuộc xung đột ở Ukraine. Kết quả tất yếu là ngành công nghiệp quốc phòng Nga tập trung vào sản xuất khí tài này và hệ thống áp chế chúng. Tại AMI 2023, các công ty quốc phòng của Nga và cả nước ngoài mang đến giới thiệu hàng trăm UAV các loại. Bên cạnh các loại UAV truyền thống, còn có cả UAV Light kết hợp thiết kế của máy bay cánh bằng và trực thăng có thể hoạt động trên nhiều loại địa hình. Một mẫu UAV đặc biệt được giới thiệu tại AMI 2023 có thể nhắc đến là Gripen 61T. Phương tiện bay này có thể lơ lửng trong không trung tới 7 ngày. Nó cũng được thiết kế để chống lại các vũ khí áp chế điện tử. Máy bay không người lái cảm tử Lancet nổi tiếng cũng được trưng bày tại AMI 2023. Theo một số người, nhà sản xuất Lancet đang cố gắng trình diễn một phiên bản mới của máy bay không người lái tác chiến theo bầy đàn. Tác chiến UAV theo bầy có một số lợi thế đặc biệt như tăng khả năng sống sót của khí tài trên chiến trường, nâng cao độ chính xác và mở rộng phạm vi trinh sát hoặc tấn công. Ngoài UAV, các phương tiện chiến đấu không người lái mặt đất cũng được công nghiệp quốc phòng Nga quan tâm phát triển. Nhiều mẫu robot chiến đấu đã được nâng cấp theo kinh nghiệm thu được trong hoạt động quân sự đặc biệt. Robot hiện được cả hai bên của cuộc xung đột đều sử dụng rộng rãi, từ giả phá bom mìn, giải mìn cho đến chiến đấu. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.